Đây là một bài toán về cực trị hàm số ở mức độ 8 cộng và rất nhiều bạn là không hiểu rõ đề bài. Mời các em theo dõi. Đề bài của bài toán như sau này. Cho một hàm số f(x) có đạo hàm liên tục và bảng biến thiên như hình vẽ. Em chú ý là bảng biến thiên này là bảng biến thiên của f' nhé. Đó, bảng biến thiên của f(x). Rồi, nó sẽ sử dụng đến tương giao. Số điểm cực trị tối đa. Đấy, cực trị tối đa. Rồi, nghe có vẻ là nguy hiểm nhưng thực ra cái này giải rất là đơn giản. Nó của hàm trị đối giải rất là đơn giản nhé. Đấy, của hàm y bằng trị đối f theo biến x bình trừ x và trừ 2024. Rồi, cái này. Ok, rồi. Đó, chỗ này nhìn qua thì có vẻ rất là nguy hiểm. Nhưng thực ra thì không có gì là nguy hiểm cả. Về mặt nguyên tắc, những cái hàm mà trị đối ở bên trong nó phức tạp thì các em đặt gọn nó là thằng gx cho thầy nhé. Để chúng ta khảo sát cái thằng đó. Rồi, đầu tiên các em đặt cho thầy. Đó, em đặt tất cả các thằng bên trong trị đối. Đó, gx gì? Bằng f theo biến. Đó, theo biến x bình trừ 2x. Trừ 2x. Rồi, trừ đi 2024. Thế các em thấy đạo hàm, cực trị là mình phải xét đạo hàm. Đúng không? Về mặt trị đối, nếu tìm số cực trị nhé. Nếu tìm số cực trị thì các em sẽ phải xét là g bằng 0 và g phẩy bằng 0. Bởi chúng ta biết rằng là số cực trị của cái hàm trị đối gx này. Đúng không nhỉ? Đó, thì nó phụ thuộc vào số nghiệm, gọi là nghiệm đơn, nghiệm bội lẻ của phương trình là gx bằng 0 và g phải x bằng 0. Gần như bao giờ phải xét đến cái này. Như ở đó là yêu cầu là tìm số điểm cực trị. Còn đây này bạn là số cực trị tối đa thì ta chỉ xét thằng này thôi. Đó, các em chỉ xét thằng này cho thầy rồi. Thằng này xem có bao nhiêu cực trị. Thằng này nếu như mà có n cực trị. Đó, chúng ta có những kết quả này rồi nhá. Nếu thằng này có n nghiệm phân biệt, đúng không? Nghiệm bội lẻ tức là n cực trị. N cực trị thì khi đó cái phương trình gx bằng 0 của ta sẽ có tối đa là n cộng 1 nghiệm. Ok em nhỉ? Đây, hình dung cái đồ thị nó như này. Đó, lên xuống này. Đó, em hình dung nó như này. Ví dụ như này. Trong trường này các em thấy 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 chẳng hạn. Vì trong trường 6 của chị này thì các em răng ngang qua đây. Đó, trong trường tối đa nhé. Tối đa đây. Đó là đường y bằng 0, màu trắng. Thì các em thấy nó sẽ có thêm là 1 nghiệm này, 2 nghiệm này, 3 nghiệm, 4 nghiệm, 5 nghiệm, 6 nghiệm, 7 nghiệm. Ok em nhỉ? Thầy lấy một trường hợp là n bằng 6 thì các em sẽ có gì? Có 7 nghiệm phân biệt. Tức là phương trình trên có 7 nghiệm cộng với 6 sẽ được 10, 13. Công thức của ta là 2n cộng 1. Đó, dành cho bạn nào mà chưa biết thì thầy giải thích lại cái kết quả đó nhé. Rồi, và áp dụng bài toán này các em chỉ cần xét cho là thằng gx bằng thằng hàm số gx này của thầy có bao nhiêu điểm cực trị mà thôi. Rồi, ta sẽ có được ngay g phải x sẽ bằng này. Ok, thầy xóa bớt bỏ này đã. Rồi, cái này thầy xóa đi nhé. Nào, g phải x ở đây nó sẽ bằng là hàm hợp đúng không? 2x gì? Trừ 2. Rồi, nhân với lại là f phải theo biến x bình trừ 2x. Ok em nhỉ? Và các em cho bằng 0 giúp thầy. Đó, chỗ này cho bằng 0. Thì chúng ta sẽ được. Đó, hoặc là thứ nhất, x bằng 1. Đúng không? X bằng 1. Đó, hoặc là cái f phải kia của ta nó bằng 0 nhé. F phải theo biến x bình trừ đi 2x. Thằng này phải bằng 0. Rồi, thì chúng ta đã có một nghiệm là 1 rồi. Ok nhé, một nghiệm là 1 rồi. Bây giờ các em xét f phải bằng 0 cho thầy. Đó, các em xét cái f phải theo biến x bình trừ 2x gì? Đó, bằng 0. Này rất là đơn giản thôi, tương đương. Thì các em xuất x bình trừ 2x. Đó, nó sẽ bằng tổ hợp ở đây. F phải bằng 0. F phải bằng 0 không phải là mấy cái trừ 1, 0, 2 này đâu các em nhé. Ok nhé, đây là bảng biến thiên của f phải rồi. Trừ 1, 0, 2 lúc này nó là nghiệm của thằng f2 phải. Ok, còn đây là f phải bằng 0 thì các em răng một cái đường 0 ngang qua. 0 của thầy trên trừ 2 trên cả trừ 3 dưới 5. Rồi, thầy sẽ răng cái đường 0 ở đây. Rồi, đây là đường thằng y bằng 0. Thì các em thấy nó cắt tại 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm này. Ok, nhỉ? 4 điểm này thì các em sẽ gọi ra các nghiệm cho thầy. À, cái điểm thứ nhất này các em thấy nó nằm ở vùng từ 2 tới dương vô cùng, lớn hơn 2. Đúng không nhỉ? Không biết tính tổng quát, các em cũng cho thằng này bằng 3 cho thầy. Rồi, tiếp theo nữa là nằm ở trong vùng từ 0 tới 2. Cái này các em chiếu lên nhé. Đó, đây thằng này các em chiếu lên. Các em hiểu nó nằm ở vùng nào. Thằng này các em chiếu lên. Rồi, và thằng này các em chiếu lên cho thầy. Ok nhé, thằng này 0, 2 thầy sẽ lấy nó bằng 1 này. Thằng trừ 1 đến 0 thầy lấy thằng này là trừ 0,5 này. Đúng không? Và thằng này bé hơn trừ 1 thì thầy lấy nó là trừ 2. Ok nhé, chúng ta giả lập các nghiệm đó. Như vậy thầy sẽ giả sử nó bằng trừ 2 này. Rồi, trừ 0,5 này. Đúng không? Trừ 0,5 này, 1 này và 3 này. Đó, và đến đây các em sẽ
nháp nhanh cái bảng biến thiên cho thằng x bình trừ 2x. Rồi chúng ta sẽ có nháp nhanh cái bảng biến thiên của thằng này. Này khá đơn giản thôi. Hai đạo hàm nó ra là 2 trừ 2 đúng không? Nghiệm là 1. Rồi lớn hơn 1 là dấu cộng, bé hơn 1 là dấu trừ. Trừ thì lao xuống này. Đấy, thằng này nó dạng parabol. Đấy, 1 thì lao lên. Đây dương vô cùng này. Dương vô cùng nốt này. Tại thằng 1 các em thay vào. 1 trừ đi 2 âm 1 nhá. Âm 1 cái định này là âm 1. Rồi bây giờ ra với được âm 2. Âm 2 thì nằm dưới âm 1. Ok không nhỉ? Thằng này không có gì cả, thằng này không nghiệm. Rồi, thằng âm 0,5. Âm 0,5 thì trên thằng này. Âm 0,5 này. Rồi, 1 trên nữa này. Đó, y bằng 1. Giờ y bằng 3 này còn lên trên nữa cơ. Như vậy là các thằng sau này đều có hai nghiệm. Thằng này hai nghiệm này. Thằng này cũng hai nghiệm này, thằng này cũng hai nghiệm này. 2 2 2 là 6. 6 và đừng quên thằng này nhé. Đó, đừng quên thằng này. 6 cộng 1 là 7. Như vậy cái hàm số GX của thầy có 7 cực trị. Đó, ta suy ra được ngay. Như vậy cái hàm số GX có 7 điểm cực trị. Đúng chưa? GX mà có 7 cực trị. Đó, thì GX bằng 0 sẽ có tối đa là 8 nghiệm. GX bằng 0 có tối đa 8 nghiệm. Rồi, tối đa là 8 nghiệm. Đúng chưa? 8 nghiệm cộng với lại cực trị của thằng GX là 7 nữa, 7, 8 là 10, 15. Như vậy đáp số sẽ là 15. C rồi. C rồi. Đó, C là đáp án cần tìm. Rồi, một bài toán không quá khó nhưng rất thú vị. Đấy, và các em hãy ghi nhớ kết quả 2N cộng 1 cho thầy nhé. Đó, 2N cộng 1 là công thức tính số cực trị tối đa của hàm số trị tuyệt đối của GX. Ok không nhỉ? Rồi, một bài toán hay và hãy lưu lại tham khảo giúp thầy.